trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trong bài học ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm hiểu những ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên trong sách địa lý lớp 9 nhé. Hôm trước chúng ta đang tìm hiểu về sự phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. Thì Tây Nguyên là vùng cây chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của cả nước. Năm 2021, diện tích cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên chiếm hơn 40% tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước. Các cây công nghiệp lâu năm chính của vùng đó là cà phê, hồ tiêu, điều, cao su. Trong đó thì cà phê là cây trồng chủ lực. Tây Nguyên cũng là vùng trồng cây ăn quả lớn. Các loại cây ăn quả tiêu biểu là sầu riêng, bơ, chôm chôm, mít, phục vụ nhu cầu trong nước và cả xuất khẩu. Các địa phương trong vùng cũng đã bắt đầu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tự động hóa vào phát triển các cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, đồng thời đẩy mạnh cây công nghiệp chế biến để tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước. Các cây công nghiệp lâu năm chính của vùng thì có cà phê đứng đầu của cả nước về diện tích và sản lượng, chiếm 90% diện tích và sản lượng cà phê của cả nước đấy các bạn. Được trồng nhiều ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Cao su và điều thì có diện tích và sản lượng đứng thứ hai cả nước, chỉ sau vùng Đông Nam Bộ, chiếm hơn 25% diện tích cao su và điều của cả nước. Trong đó cao su thì được trồng nhiều nhất ở Gia Lai, còn điều thì được trồng nhiều nhất ở Đắk Lắk. Về lâm nghiệp thì Tây Nguyên cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp của cả nước, của cả vùng chủ yếu là hoạt động khai thác gỗ. Ngoài ra thì trồng rừng đang được đẩy mạnh, các lâm sản ngoài gỗ như măng, dược liệu cũng được khai thác nhiều để góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân vùng rừng. Sản lượng gỗ khai thác tăng lên hàng năm, gỗ được khai thác phục vụ cho xuất khẩu chủ yếu. Xuất khẩu là chủ yếu, Đắk Lắk là tỉnh khai thác gỗ khai thác nhiều gỗ nhất vùng, chiếm 50,3% sản lượng gỗ toàn vùng năm 2021. Diện tích rừng trồng nhiều nhất tại Gia Lai, chiếm 42,1% diện tích rừng trồng mới toàn vùng. Đây chính là bản sản lượng gỗ khai thác và diện tích rừng trồng mới của Tây Nguyên giai đoạn 2010-2021 này các bạn. Bài học của mình hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Bài học tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu tiếp về ngành lâm nghiệp của vùng Tây Nguyên nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.